Ủa được không? Nhớ bán cái gì chị? Bán cảm ơn bạn nha. Không. Thử được chưa? Thử đi anh đừng chết. Thử được hả? Được cho vô tư. Trả luôn ngay. Đây cần này. Cần nếu ok là tụi em lấy xuống mình lấy nó. Bình bình đó bình. Dưa ngọt. Ngon. À dưa ngọt mà mầm nang mà bà chỉ không giống ăn. Không, bị ăn đau rồi. Ngon. Thôi thôi chứ số nè bây giờ mình ăn thử đây rồi chứ mình qua để mình đi lên nó đặt công việc hả tụi chứ tội quá mình bình thường mà cứ đi lâu đi chiều gái lựa đây mà nào, trừ cái gì đâu có Quảng Nam mình là người Quảng Nam mình là lớp một thật là nhiều đứa đặc biệt Quảng Nam là vô ăn uống đồ nói chuyện vui ra vô núi núi chuẩn bị cho người bó họ phấn khởi hoặc là cũng thấy mà có gì đó nhưng mà mình tụt lục họ cũng không bao giờ giận chứ không phải như nhiều nơi là đi vô mua cái ố cái quần trỏa không mua cái đứng sang nè lên chuỗi đốt hoang lan nhã qua cho nè ở Quảng Đô không có đúng vậy đúng rồi mua thuận mua người vừa bón ở đây được thì mua không được thôi vui vẻ lộn như vậy còn muối đồ ghê nữa đúng không ở nhiều nơi đứa đó kinh quá ở đây là ăn thử vô tư luôn đó không vậy thấy chưa mọi người thấy ăn có anh chị có xem clip mà đi về Đại Lộc chúng tôi đang ở cổng chùa xã Đại Lãnh cổng chùa đào cổng chùa của xã Đại Lãnh xã Đại Lãnh đó cổng chùa xã Đại Lãnh chị tên chi chị tên chi em à chị tên chi xí hả xí 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 hả xí xí nha mọi người xí sáu nha mọi người xí xí rồi xí là xin xí rồi đó ăn thử đây bình thường mà bình thường nhưng mà tụi em thử ngồi mai tất bọc rồi trong để đây lên xe bảo sao chứ hồi lên kia tụi em thử tiếp à. Cứ để tiền lại cho bỏ được để tiền lại đâu bận kiếm một cái hơi ký nữa là lên hơi ký rưỡi nữa thành năm ký rồi gửi tiền cho chị rồi đây gửi tiền luôn à tại mình thử với mình thôi chứ mình nói chuyện này, cho vui cho để cho mọi người biết được người dân Quảng Nam mình là hiếu khách và cách bón nhẹ nhòn dễ thương trừ chị không không bón thì mình mua 10 trái đồng hồ chị chạy đi ra hàng thực chất là dẫn vậy thôi chứ còn lúc đầu tụi em thử trại đang là căng để mục đích là biết số ký để xí tính tiền cho chị á ừ. Em vô tư mà chị vô tư em chết biết trước luôn rồi hả chị hài nữa chị mới nói đi đó em chết không được đúng không đúng rồi đâu trời em mua cái này có hồi nãy lại em đâu đúng rồi cho vô tư vỗ tay bà con